Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Bảy việc không thể không làm nếu bạn muốn nhận được phúc báo. Trong số 7 việc dưới đây, hãy kiểm nghiệm xem đến nay bạn đã làm được bao nhiêu việc. Một người nếu có thể bình an vui vẻ sống hết cuộc đời, đó thực sự là một niềm vinh hạnh quá lớn. Nhưng hãy quan sát thế giới mà chúng ta đang ở, bên ngoài kia vẫn còn chiến tranh, đói khát, nghèo khổ, bạo lực, dâm mô, thảm họa, thiên tai, ô nhiễm môi trường. Tất cả những vấn đề đó đang liên tục ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Có thể nói, trong thế giới này, sinh mệnh của chúng ta rất ngắn ngủi và vô thường. Không chỉ vậy, còn luôn bị bủa vây bởi những đau khổ và phiền não. Mỗi người, chẳng ai có thể thuận lợi cả đời. Luôn có những điều không như ý xuất hiện, đeo bám cuộc sống của chúng ta. Cái gọi là thù và hận, bi và khổ, phiền não và thất vọng, gập ghềnh và trắc trở khiến chúng ta bế tắc. Tuy nhiên, muốn thoát ra khỏi mớ bỏng bong đó để mỗi ngày sống là một ngày vui thực ra không phải là việc quá khó. Chỉ cần chúng ta tin tưởng rằng ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng hơn. Giữ vững quan điểm này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của mỗi người. Và muốn nhận được cái gọi là thiện báo để cuộc sống luôn tươi đẹp, hãy luôn tâm niệm và thực hiện 7 việc sau đây. 1. Nhất định phải hiếu thuận với bố mẹ. Trong 100 điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Bố mẹ sinh thành dưỡng dục, nuôi ta khôn lớn, ơn cao hơn núi. Kinh Phật cũng có nói, chúng ta báo đáp bố mẹ tiền tỷ cũng không trả hết công ơn. Những kẻ bất hiếu, trời không dung, đất không tha. Hơn nữa, những người mà ngay cả bố mẹ mình còn không hiếu thuận thì làm sao có thể lãnh đạo người khác, làm sao có thể đem điều tốt lành đến cho người khác để mà nhận lại phúc báo. Vì thế, muốn nhận được phúc báo, trước tiên phải biết làm người. Mà muốn làm người, việc nhất định phải làm đó là hiếu thuận với người sinh thành, dưỡng dục. 2. Không ham dâm, háo sắc. Người ham dâm, háo sắc trong tâm luôn tồn tại tà khí, thiếu chính khí, cuộc sống sự nghiệp cũng vì thế mà sẽ trở nên không thuận lợi, viên mãn. Hơn nữa, người ham dâm, háo sắc về mặt sức khỏe cũng sẽ chịu những tổn hại nhất định, khó có thể không sinh bệnh. 3. Không thường xuyên sát sinh. Mỗi một sinh mệnh tồn tại trên đời đều có lý do nhất định và mục đích cuối cùng, không phải là dùng để phục vụ hành động giết mổ của con người. Người thường xuyên sát sinh trong lòng thiếu thiện niệm và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống. 4. Không trộm cắp. Khái niệm trộm cắp rất rộng, chỉ cần chiếm hữu những vật không phải của mình, cho dù là một tờ giấy của công ty, cũng có thể coi là lấy trộm, dù có lúc chúng ta rất quang minh chính đại, rất tự nhiên. Hành vi này sẽ làm tổn hại đến phúc báo của chúng ta và vào một lúc nào đó chúng ta sẽ chịu một tổn thất tương tự. Còn có một bộ phận những người chuyên hành nghề trộm cắp, cho dù giàu lên nhờ việc làm này thì cuối cùng cũng đều phải trả giá cho hành động của chính mình. 5. Không tham lam, kẹt sỉ, không chịu làm việc thiện. Người tham lam và keo kẹt, miệng ăn núi lở, thường hay bị cái nghèo bủa vây. Không làm việc thiện sẽ không gieo được mầm phúc đức. Kiểu người này không có tấm lòng bác ái, không có nhân duyên, nhất định sẽ chẳng hào phóng giúp đỡ người khác. Như vậy thì làm sao họ có thể gây dựng được sự nghiệp lớn mạnh trong xã hội cần đến sự hợp tác, liên kết như hiện nay? Họ có thể sẽ có những niềm vui nhất thời, nhưng cuối cùng tiền bạc rồi cũng sẽ đội nón ra đi mà thôi. 6. Tôn trọng cấp trên và những người xung quanh. Khi một ai đó đã làm giáo viên, quản lý của bạn, họ chắc chắn sẽ có những điểm ưu tú hơn bạn. Nếu bạn không khiêm tốn mà luôn cho rằng họ chỗ này chưa được, chỗ kia chưa tốt, buông lời chê bai, điều đó cho thấy bạn cũng nên xem lại bản thân. Khổng Tử nói, trong 3 người nhất định có một người là thầy của ta. Người không khiêm tốn sẽ không bao giờ biết tự hạ thấp mình để thu nạp kiến thức tinh hoa từ người khác, và lẽ dĩ nhiên họ cũng sẽ không bao giờ được tôn trọng lại. 7. Không nói dối.
Sự hòa hợp chân thành giữa người với người không cho phép tồn tại sự giả dối. Bất luận là người nhà hay đồng nghiệp, chỉ cần bạn hàng ngày chân thành, thành khẩn đối đãi với mọi người, bạn sẽ được yêu quý, tín nhiệm và được hỗ trợ. Thường xuyên thêu dệt chuyện không có thật sẽ chỉ khiến bạn trở thành một kẻ xấu tính, tự đánh mất niềm tin với người xung quanh và trong nhiều tình huống sẽ phải trả giá đắt. Tiếp theo là câu trả lời cho câu hỏi tại sao phải khổ sở kiếm tiền. Câu trả lời khiến ta phải suy ngẫm. Tại sao chúng ta phải khổ sở kiếm tiền? Có thể câu trả lời dưới đây sẽ chạm đến tâm tư, suy nghĩ của hầu hết tất cả mọi người. Khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá nghiện, quá yêu tiền, mà vì cuộc đời này, con người không muốn vì tiền mà bị người khác coi thường, cũng không muốn vì tiền mà làm khó người khác. Khổ sở kiếm tiền chỉ bởi vì mong sao khi cha mẹ về già, người làm con như chúng ta có thể gánh vác, chia sẻ bớt gánh nặng trên vai song thân. Khi con cái cần giúp đỡ, người làm bố mẹ không đến nỗi bất lực, không thể giúp gì. Gần đây, câu nói này có vẻ khá thịnh hành. Không có tiền, bạn lấy gì để duy trì tình thân, làm cho tình yêu thêm bền vững, liên lạc với bạn bè, chẳng lẽ chỉ dùng mỗi cái miệng? Đừng đùa nữa, mọi người đều rất bận. Người nghèo làm mọi cách để thu hút người khác cũng chẳng ai quan tâm. Người giàu sống trong núi sâu cũng có bạn. Có thể sẽ có người không tin, nhưng hãy cứ nhìn vào một bữa tiệc rượu, bạn sẽ thấy từng cốc được nâng lên mời người giàu có. Mấy ai để ý chúc tụng người nghèo? Có tiền, có rượu, nhiều huynh đệ. Đó là một phần của thực tế cuộc sống hôm nay mà dù không muốn, chúng ta cũng phải thừa nhận. Vì thế mà con người sống trong xã hội này thật vất vả biết bao. Chúng ta cần tự khuyên mình không được buông bỏ, không được gục ngã, bởi trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con thơ. Chúng ta càng không cho phép bản thân được ốm, bởi khi ta ốm sẽ chẳng có ai chăm sóc. Chúng ta cũng không dám kêu mệt, bởi chẳng ai có thể sẻ chia. Chúng ta không được phép lười, vì lười sẽ chẳng ai mang tiền đến đặt vào tay mình để lo toan cuộc sống. Kiên cường, độc lập, tự chủ, đó là lựa chọn duy nhất. Những lúc cô đơn, hãy mở một bài hát tự mình thưởng thức. Lúc đau lòng, hãy tìm một góc nào đó ngồi lau nước mắt. Hãy nói với chính mình, mọi chuyện sẽ qua, chẳng là gì. Hãy luôn nhắc nhở bản thân không được gục ngã, nhất định phải kiên cường. Gửi chính bản thân ta, người đang cố gắng phấn đấu không ngừng. Chúng ta không có lý do gì để không cố gắng phấn đấu, nỗ lực đến khi không thể nữa thì thôi. Trong mọi tình huống khó khăn của cuộc sống, hãy luôn ghi nhớ một điều. Mọi chuyện phải dựa vào chính bản thân mình và cũng cần biết ơn những người thực sự giúp đỡ mình trong những lúc bế tắc nhất. Người cho mình sự giúp đỡ, cho mình vay mượn lúc bấn bí mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Đó là những người chân thành nhất, họ đã tin cậy chúng ta và muốn cổ vũ chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ai cũng sợ một điều, đứng cho vay tiền và quỳ để đòi tiền. Tiền khi cho vay thì là ân huệ, là tình cảm, nhưng khi đòi lại, nó có thể biến con người thành kẻ thù. Thế nên, một khi có ai sẵn sàng giang tay giúp đỡ cho chúng ta vay tiền một cách vô tư, hãy trân trọng và biết ơn, dù đó là người thân, người yêu hay bạn bè. Vì dù với bất cứ ai, thì tiền với họ cũng không bao giờ thừa. Họ sẵn sàng cho bạn vay tiền cũng không bởi họ ngốc, mà khi đó họ cảm thấy bạn quan trọng với họ hơn tiền. Bạn bè không cần nhiều mà quý ở chỗ trong hoạn nạn có người cùng đồng hành, cùng hỗ trợ. Tình cảm không luận thời gian lâu dài mà quan trọng là khi bạn cần, mình giúp và ngược lại. Cái gọi là chân tình chính là chỉ cần anh cần, chỉ cần tôi có, chỉ cần anh muốn, chỉ cần tôi có khả năng. Và cũng cần nhớ, đừng huyễn hoặc khoe khoang đồng tiền mà bạn có. Chết đi rồi, tiền chỉ là giấy vụn. Cũng đừng khoe khoang nhà rộng, vì bạn đi rồi, đó sẽ là nhà của người khác. Đừng khoe xe đẹp, vì khi bạn không còn, xe sẽ có người khác đi. Một đời vất vả kiếm sống vì đồng tiền bát gạo, song có một điều quan trọng hơn cả cần ghi nhớ thật kỹ. Chúng ta vất vả kiếm tiền, nhưng tuyệt đối không bán mạng để kiếm tiền, làm để sống chứ không làm để chết.
Sai lầm lớn nhất đời người là đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc và những vật ngoài thân. Đồng ý rằng mỗi người cần phải cố gắng nỗ lực kiếm tiền, nhưng song song với đó cần duy trì sức khỏe, bởi đó mới là thứ vốn liếng đáng quý nhất của mỗi người. Để không bỏ lỡ những video clip mới được phát hành hàng ngày trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn!